Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 4 tập 1 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 27 tính chất của phép cộng trang 71. Bài số 1. 34 là cộng với 99 bằng với lại cái ô trống chỗ này là cộng với 34. Tại vì tính chất của phép cộng nó có hai cái tính chất quan trọng. Thứ nhất là cái tính chất là giao hoán, có nghĩa là tao hoán đổi vị trí nó. Ví dụ như cái trường hợp này, 34 là cộng với 99 bằng với bên này cũng có 34 có sẵn rồi à, vậy bây giờ cái ô trống như này nó là con số 99, này là 99, tao hoán đổi vị trí nó thì cái tổng nó không thay đổi. Lấy ví dụ như đơn giản như là con số nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là một cộng cho 2 là bằng bên này là 2 là cộng cho 1 à, đổi vị trí nó thì tổng không thay đổi. Bài này cũng tương tự vậy, bên này là một cái tổng 13 là cộng với 297, bên này là có 297 nhà, bên này là thiếu 13. Bên là 201 cộng với là 118, bên này có 201 ta cộng bên này là 118, ta đổi vị trí nó thôi, cái tổng nó không thay đổi. Đây, và chúng ta sẽ qua một cái tính chất tiếp theo là tính chất gọi là kết hợp. Kết hợp này á thì cái giao hoán này á thì nó thường thường nó có hai cái, nó có hai cái ta đổi vị trí nó. Còn kết hợp này thường thường nó là từ 3 rồi trở lên, từ 3 bên này có 3 cái số hạng trở lên. Ví dụ trong này chúng ta sẽ có là 24 ta cộng với 8, sau đó ta cộng với 13, ta cộng với 12 chứ nhầm, ta cộng với 12. 12 thì bên này chúng ta sẽ có là gì? Cái này có nghĩa là chúng ta sẽ là cộng ở trong ngoặc trước, rồi sau đó ta cộng với 12. Rồi bên này người ta họ cho cái này trong ngoặc trước, bên này là có 24 ở ngoài này, 8 với lại cái con chỗ này là 12. À, như vậy chúng ta sẽ cộng 12 với lại 8 trước, rồi sau đó ta cộng với 24. Bên này là 6 cộng 4 cộng 8. Thì chúng ta sẽ có là ta lấy 6 ta cộng cho 4 trước, rồi sau đó ta cộng cho 8. Mà 98 ta cộng với lại là 63 cộng 37. Rồi 98 người ta để riêng, 63 ta cộng với 37 trước. À, 37 trước. Vậy là cái tổng nó cũng không thay đổi. 9 cộng cho bao nhiêu là bằng 9 thì 9 cộng 0. Bao nhiêu ta cộng với lại 0 bằng 87 nha, cho nên là 87. 61 ta cộng 0 là bằng là 61. 0 ta cộng cho 10 là bằng là 10. Bất kỳ số nào cộng với 0 thì cũng bằng 9 nó. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Tính bằng cách thuận tiện theo mẫu. Chúng ta xem bài mẫu này. Đây là chúng ta sẽ có 3 số hạng. Người ta họ lấy 75, người ta họ cộng 25. À, trước người ta đóng ở ngoặc, người ta cộng trước, sau đó cộng với 46. Và hai cái này cộng lại nó trồng trăm hoặc là trồng chục. 100 ta cộng 46 là bằng 146. Rồi bên này chúng ta sẽ có 37 cộng 8 cộng cho 3. Vậy người ta họ lấy 3 ra cộng với lại là 3 ra cộng với 37. 37 cộng 3 người ta họ cộng trước, rồi ra được là trồng, là đây là trồng chục. Rồi bằng 40, sau đó ta cộng với 8 là bằng là 48. Rồi bài này. Như vậy chúng ta sẽ có là cái bước đầu tiên gọi là sắp xếp lại, kết hợp lại. Chúng ta nhìn cái đuôi của nó này, đuôi đây 6 và đuôi đây 4 là bằng 10 là tròn. Để chúng ta sẽ có là 30, 16, ta cộng với lại 14, đóng ngoặc lại, rồi sau đó ta cộng với lại là 9. Hai này cộng lại thì mới được 6, 4, 10 không như 1, 5, 50. 50 ta cộng với lại 9 như vậy là bằng là 50, 59. Bài này thì chúng ta thấy là cái đuôi này với cái đuôi này là tròn này, 2 cộng 8 bằng 10 là 51, cộng với lại là 12, cộng với là 18. 51 chúng ta ghi lại, cộng 2 này lại, 8, 2, 10 không như 1, 30. 30 cộng 50 là bằng là 30 ta cộng với lại 51 là bằng là 81. Đây gọi là áp dụng tính chất kết hợp. Bên này là 65 ta cộng với 5 nó sẽ tròn này, 5 cộng 5 là bằng 10. Nên là sẽ lấy là 65 ta cộng với lại là 5.
Rồi sau đó ta cộng với lại là 9. Rồi 65 ta cộng với 5 là bằng là 70. 70 ta cộng với 9 như vậy là bằng là 79. Bài này 1 ta đi với 9 nè, nghe cái đuôi của nó là như vậy là 30, 31 ta cộng với lại là 69. Rồi sau đó ta cộng với lại 26. Cái này cộng lại thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 10, 100. Sau đó cộng với lại 26. Như vậy là bằng 120, 26. Ngược qua trang tiếp theo. Bài số 3. Tính bằng cách thuận tiện và nói cho bạn nghe cách tính. Này là 93 ta cộng 107 cộng với 59, chúng thấy cái đuôi 3 với lại đi với cái đuôi 7 là trầu này. Chứ còn 3 mà đi với 9 là nó bị lẻ ra. Hoặc là 7 ra đi với 9 thì nó bị lẻ. 3 ta cộng với 7 là bằng 10, trầu, trồng chục hoặc là trồng trăm. Như vậy chúng ta sẽ có là 90, 13 ta cộng 107. Rồi sau đó ta cộng với lại là 59. Rồi hai này cộng lại. Cộng lại thì chúng ta sẽ được là 200. 200 ta cộng với lại 59 và bằng là 250 59. Đây là tính chất gọi là kết hợp. Bài này đuôi 2 ta đi với lại đuôi 8 nó sẽ tròn nè. Đây 32 ta cộng với lại là 18. Rồi sau đó ta cộng với lại là 146. Rồi cái này chúng ta sẽ cộng là 10 không như 1 50. 50 ta cộng với lại 140 16. Như vậy là bằng là 190 16. Bài này chúng ta cái đuôi 2 nó không có đi với đuôi nào tròn hết. Đây đuôi 7 với đuôi 3 là tròn. 82 cộng với 157 cộng 143. Rồi 82 chúng ta ghi lại cộng hai này lại với nhau. Cộng lại thì chúng ta sẽ được là 300. Hai này cộng lại chúng ta sẽ được là 382. Rồi bây giờ cái bài này thì chúng ta thấy cái đuôi của nó là 0000 hết. Chúng ta xét tới cái hàng chục này. Cái hàng chục đây 2 mà đi với 7 thì nó không được. Nè, 7 với 2 là 9. Như vậy không tròn. Còn cái đuôi này 7 là cộng với 8 là 15, cái hàng chục này. 15 nữa không tròn. Rồi chúng ta thấy cái hàng chục này với hàng chục này tròn này. 2 ta cộng với 8 là bằng 10. Rồi như vậy nó tròn chục ngay này và còn tròn trăm nữa. Giờ hai cái này chúng ta sẽ đi với nhau. 120 ta cộng với là 280. Rồi ta cộng với 170. Rồi ta lấy 120 chúng ta sẽ cộng với lại là 280. Là bằng là 400. Sau đó ta cộng 170. Thì bằng là 570. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Hai anh em Hoàng Đức và Phương Dung đi cùng mẹ vào siêu thị. Khi tính tiền, cô bán hàng đưa hóa đơn như dưới đây. Mẹ đưa cho cô bán hàng là 500.000 đồng. Em hãy kiểm tra lại hóa đơn và cho biết cô bán hàng cần trả lại là bao nhiêu tiền. Ba lô nam thì là 130.000, ba lô nữ là 135.000, tập vữa ô ly là 65.000, tổng cộng là 330.000. Hóa đơn thì trong này chúng ta sẽ có là ba cái món hàng. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái 135 này nè, 135.000. Chúng ta sẽ cộng với lại là cái 65.000 này nó sẽ tròn hơn. Cộng với 65.000
ra là bằng là 200.000. À, chỗ này là bằng là 200.000 này. Hai cái này cộng lại là bằng là 200.000. Đó. 200.000 nó cộng với lại là 130.000 nữa là bằng là 330.000. Chúng ta sẽ cộng hai này trước, sau đó ta cộng cái này. Như vậy là bằng là 330.000. Vậy cái này là đúng. Đó. Rồi bây giờ là muốn xem là cái số tiền mà cô bán hàng trả lại bao nhiêu, ta lấy từ 500.000 này, chúng ta sẽ trừ cho cái số tiền này. À. Như là cái kiểm tra lại cái hóa đơn. À. Thứ nhất là cái bước đầu tiên là kiểm tra lại hóa đơn là 130.000 cộng 135.000 cộng với 65.000 bằng. Như vậy thì nãy thì chúng ta thống nhất là chúng ta cộng hai này trước rồi sau đó ta cộng với này. 135.000 này cộng với này, nhưng mà cái này chúng ta ghi lại cái đã. Đó. Chúng ta ghi lại nè. Cộng với cái này là hai cái này cộng lại. Đây, hai này cộng lại nè. Thì cộng với cái này là 200.000. Và bằng là 330.000 đồng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính là số tiền cô bán hàng trả lại là số tiền cô bán hàng trả lại là năm trăm nghìn, ta trừ cho 330.000 bằng là 170.000. Nghìn đồng. Đáp số 170.000 đồng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.